Ohio, chào các bạn, đây là Na đây. Hôm nay là một ngày đẹp trời, mà thực ra là không đẹp lắm bởi vì trời hơi mây một xíu, nhưng mà rất là thích hợp để đi ra ngoài dạo chơi. Vì thế hôm nay mình đã tiếp tục đặt xe xuống Yokohama. Lần trước thì mình có đi Yokohama và giới thiệu cho các bạn các cái địa điểm ở ngoài trời rất là đẹp luôn rồi. Các bạn có thể xem lại ở cái video trước. Mà hôm nay địa điểm của mình giới thiệu là vô cùng đặc biệt, là một cái địa điểm trong nhà. Và thêm một điều đặc biệt nữa, đấy là hôm nay mình không phải là người dẫn chuyện mà sẽ là bạn N Bí Ẩn. Và bây giờ mình cùng xem bạn ấy dẫn mình đi đâu nhé. Chào bạn L, hôm yo, nay... Yo, xin chào quý vị và các bạn. Tôi chính là L. Hôm nay bạn giới thiệu cho chúng mình đi đâu? Hiện tại là đang ở một cái công viên, mình cũng không nhớ là công viên gì. Đây, nhìn này, bản đồ này. Công viên này có tên là Ringo Park. Ringo Park. Ringo Park thì là một cái công viên xanh rộng ở bên bờ Yokohama. Thì ở đây có một cái gọi là Tenji Hoeru này. Tenji Hoeru này nó hay tổ chức những cái triển lãm như kiểu là triển lãm về đồ gia dụng các thứ ấy. Đấy. Bên này là cái Ho National Hall, ở đây là có cái tòa nhà cánh buồm ở trên này. Bây giờ là mình sẽ không đi dạo công viên, mà mình sẽ vòng ra phía bên tòa nhà Landmark Tower, tòa nhà cao thứ nhì Nhật Bản. Các bạn có thể thấy đường ra Landmark Tower nhìn trông như là mạng nhện, chữ nhằng nhịt, nhìn hoa hết cả mắt. Đường thì rất là khó đi, mình không dẫn đi chắc chắn là không ai đi được đâu. Đi theo mình nào. Có mùi gì đấy? Uy bu ở đây. Ui chà. Ôi, có gì thế? Cái này gọi là khỏa thân vì môi trường à? Các bạn biết là tất cả các con tay tuần này là đều không có bộ phận sinh dục, cho nên là bộ phim này nó không bị đánh mát 18 cộng. Ôi xưa ghê. Ui, mắt phát sáng luôn nha. Ui, nhìn góc này trông sợ ghê. Đấy, nó đấm mình một phát thì mình chết luôn. Ui. Konoha Gretchen, Kaijis Ogi. Giới thiệu qua một chút về bộ Attack on Titan hay tên tiếng Nhật là Shigenki no Kyojin, ở Việt Nam thì xuất bản dưới tên là Đại chiến Titan. Câu chuyện này lấy bối cảnh khi toàn nhân loại phải sống sau các bức tường được dựng nên để đề phòng những Titan ăn thịt người. Nhân vật chính của bộ truyện là Eren. Sau cuộc tấn công của những Titan đã phá hủy tạo ra lỗ hổng trên bức tường, Eren đã thề rằng sẽ giết hết Titan sau khi chứng kiến một Titan tàn phá ngôi làng và ăn thịt mẹ của mình. Hiện giờ thì manga đã kết thúc, anime đã ra hết phần 1 của season cuối cùng và dự kiến tháng 7 sẽ ra nốt. Shigenki no Kyojin hiện đang khá là hot ở Nhật. Và những mô hình tỷ lệ 1:1 này các bạn đang xem được đặt dưới tầng hầm trung tâm thương mại tòa Landmark Yokohama. Trưng bày này còn kéo dài đến hết tháng 6 nên là ai thích thì có thể đến xem nhé. Ở đây có cả jump shop. Các bạn có biết jump shop là sao không? Jump shop tức là bán các cái vật phẩm toàn của nhà jump.
Trong thì siêu nổi tiếng là các bạn chắc là cũng thừa biết rồi, như là One Piece này, Boku no Hero Academy này, Shin Shouhei Ichiran đang có một số sản phẩm mới. Thì ở đây có 3 bộ này, nói chung cả 3 bộ này mình chả biết bộ nào. Thật á? Bộ này là Spy Family này. Chưa xem. Bộ này là mới được phát hành ở Việt Nam và khá là hot. Bạn thử dẫn chúng mình vào chăm sóc thử một lần xem nào. Senku này. Đây là bộ truyện kể về nếu mà có một ngày tự dưng trái đất tất cả mọi người đều bị hóa thành đá sẽ như thế nào. Thì sau khi mọi người hóa thành đá trôi qua khoảng tầm 1 triệu năm ánh sáng thì tự dưng loài người được phát tiết hóa thành đá, những cái người đá đấy tự dưng lại biến lại thành người. Hãy xem clip làm Senku Cola của mình nha. Đây là các trụ của Kimetsu no Yaiba được đóng lon. Đây, nửa lon này. Đóng lon thần thánh. Đóng ở đây ngon này, như con chuột. Đây là cosplay, chuột cosplay của Kimetsu no Yaiba. Này, chẳng biết thằng nào. Thì con rắn ấy. À, bảng đo chiều cao với Luffy. Bạn cao bao nhiêu? Bạn bằng nhân vật nào? Ui trời ơi, bạn này chỉ cao hơn Nami thôi. Ừ, mét 7 võ. Bạn này thì chắc là cao được mét 5. Ui, bạn được hơn 1 mét 5 1 tỷ. Nhưng mà vừa xuất sắc mét 5, bạn ở đây, mét 51. Mét 53 mà. Bảng này sai rồi. Đây có bảng đo chiều cao, các nhân vật trong ôi. Ui dồi ôi, cái gì, cái thằng biến khung gì được tít thật ở trên đầu. Thằng Brock cao nhỉ? 2 mét kìa. Brock là cao nhất à? Brock còn cao hơn, nó có cái mũ. Không phải. Nó là bộ xương khô ấy, nó cao. Xương khô mà cao. Nami vẫn là thấp nhá. Luffy 174cm này. Bạn không cao được bằng Luffy à? Bạn lùn thế nhỉ? Bằng Nami. Trên Nami tí ơi. Nami ở mét 7. Cái vú bây giờ cao thật. À đầu tàu sao dừng Sunny. Còn là không được Pikachu. Lại tiếp tục là cái Megacha nhà thì Gacha rất là nổi tiếng nha. Đâu có Megacha hết. Địa điểm tiếp theo chúng mình đến chính là Lego Shop. Các bạn có biết rằng Lego xuất phát từ đâu không? Lego xuất phát từ Đan Mạch nhá. Và lại bắt nguồn từ một ông thợ mộc với các viên gạch Lego bằng gỗ. Sau này Lego mới chuyển sang sử dụng nguyên liệu nhựa và sản xuất thêm các hình dạng khác nhau như bây giờ. Nói đến Lego thì mọi người tưởng rằng chỉ dành cho trẻ em thôi đúng không? Đúng là ban đầu xuất phát là dành cho trẻ em. Thế nhưng bây giờ Lego cũng dành cho cả người lớn nữa. Bằng chứng là ở đây có các bộ được phân chia giới hạn tuổi rất là nhiều nè. Có các bộ Lego 4+, 5+, trông hình lắp ghép rất là đơn giản. Còn các bộ 18+ thì phức tạp hơn rất là nhiều. Kéo theo đó là giá cả cũng siêu cao luôn. Hàng Lego này mình đi là ở Nhật nên là có các bộ mang đậm phong cách Nhật. Như là hoa anh đào này, tháp Tokyo này, tháp Skytree.
có một điều rất là hay ở Lego, đấy là những viên gạch Lego từ năm 1958 vẫn có thể gắn chặt với những viên gạch ở thời điểm hiện tại. Và những bộ đồ chơi Lego dành cho trẻ em thì cũng có thể sử dụng được ở trong những bộ đồ chơi dành cho thiếu niên. Hay nhỉ? Ở đây còn có bộ Nintendo từ thời nào luôn. Nhìn bộ này tận hơn 2.000 tấm, chả biết lắp đến bao giờ thì xong. Các mảnh chi tiết thì siêu siêu bé luôn. Wow, bình hoa cũng có thể Lego luôn. Sư ghệ. Ở đây có cả Lego Harry Potter nè, Disney nè. Wow, Harry Potter đẹp. Đây là Harry Potter. Những cái bộ này là bộ to ấy thì sẽ khoảng tầm chục nhân vật. Còn chục nhân vật này. Và những cái tiểu cảnh đằng sau. Cỡ 10 củ chứ mấy. Ngoài bộ lắp ghép thì ở shop Lego cũng có các móc khóa nhân vật khá là xinh. Giờ thì mình ngắm lại cửa hàng trước khi ra về nào. Mình đi bộ tráng trê rồi, bụng đói rồi. Để mình quyết định đi ăn trưa. Ở Nhật cũng rất là nhiều món Nhật rất là hay, nhưng mà hôm nay mình sẽ không chọn món Nhật. Mình sẽ đi ăn một cái món rất là Mỹ. Chính là McDonald's. Các bạn nào không biết ý, thì McDonald's ở tiếng Nhật ý, là sẽ đọc là McDonald's. Ai mà hỏi đường ở Nhật ý, thì đến cửa hàng McDonald's ở đâu ấy, người ta không hiểu đâu. Các bạn phải hỏi là McDonald's là đâu ấy. Người biết được. Và bữa ăn đã khép lại cuộc đi chơi hơi bị otaku ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy like và subscribe kênh của mình để không bỏ lỡ các video khác về Nhật Bản nha. Bye bye.